Mới đây, tờ báo quốc tế Insider đã bình chọn Vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong 35 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Nơi đây được tờ báo không tiếc lời khen ngợi vì vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, Vịnh Hạ Long cũng không ngừng đổi mới phát triển mà không làm mất đi hình ảnh đặc trưng vốn có của vùng đất này. Rất nhiều các dịch vụ và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ra đời để tôn lên nét đẹp của cả thiên nhiên và con người nơi đây. Ngoài Vịnh Hạ Long, những điểm du lịch nổi tiếng khác trên thế giới cũng nằm trong top kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới như rừng đá Trung Quốc, biển chết Israel và Jordani, hồ Massaji, Azerbaijan.